Thì cuối cùng rồi các ông ấy giờ đây ở đâu? Có phải là về cắt bụi ra tro bụi không quý vị? Nên Đức Thầy Ngài cho biết là sống tranh đua khi bác cùng xương tàn, cho nên mượn trí huệ đánh tan mùi tục lệ, hoặc là hơn cùng thua nhắm mắt cũng ra ma, chỉ cho bằng lúc sống tranh tìm lấy cuộc nhân hòa, chữ thuận thảo hay hơn là tranh đấu. Hoặc chỗ khác: trần thế lại danh giấc mộng tràn, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian, khuyên ngài mau tỉnh trong tràn mộng, tầm bấn hiền từ cứu thế gian ơi. Kinh thưa quý vị, như vậy thì tôi thi nghĩ là tôi coi cái clip Chí Tâm về thăm cái khu vực của Khương Dừa, mà hiện nay mấy người này nói chung là họ có một cái tự hào là nhất là Khương Dừa. Bây giờ 45 triệu người đăng ký, giờ cái chương trình của y bây giờ được quần chúng nói chung mến mộ vô cùng luôn. Làm chuyện khơi khơi vậy mà một tháng cũng có thể vô vài trăm triệu, cho nên vì vậy mà anh ta bây giờ có một cái lối sống nô nô nức tự hào, ta có một cuộc sống rất là sung sướng giàu sang hưởng thụ, cho nên vậy mà Chí Tâm về ghé thăm. Mà tôi nhìn Chí Tâm đó là nếu người biết đạo đó, trước đây mấy chục năm ở bên Việt Nam hát cái tuồng Lan và Điệp lúc đó còn trẻ ốm, giọng ca rất ngọt ngào, đi Mỹ không biết qua bển có thực hiện cái chương trình hát sướng nổi tiếng thế giới như thế nào. Nhưng giờ về Việt Nam với một cái thân thể 70 ngoài tuổi, nhưng mà do cái vấn đề bơm rồi sửa sắc soi hình cho nên cái tướng còn sang. Nhưng thật ra đó bây giờ theo tôi biết là đêm ngủ không ngon, ăn thì coi như cũng không có được như hồi lúc còn trẻ, hưởng thụ chồng vợ cũng không được như trẻ. Như vậy cái tuổi này tàn tạ trong nay mai không có lâu lâu, cũng như Minh Cảnh hôm trước về nước là coi như 80-90 tuổi gì đó, cái tướng xấu và bệnh hoạn như thế nào. Bao nhiêu ngàn nghệ sĩ là về chúc tụng Minh Cảnh mà y ngồi y bận cái áo khoác mà chàng hầu đội cái rong rỉ với cái giọng yếu đuối, cái lời nói run rẩy, cái tướng hình nói chung là suy tàn. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ, Minh Cảnh thành được tấn tài Út Trà Ôn trước đây 50 năm, hào hoa phong nhã, cuộc sống đầy vui tươi hạnh phúc, bây giờ già nua gân rụng mắt mờ trí kém thần si, chờ cái ngày bệnh hoạn chở nhà thương cuối cùng rồi về đưa vô lò thiêu là xong. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ, như vậy thì bây giờ ở trên cõi đời này nó là giấc mộng không bao giờ trường tồn vĩnh cửu. Cho nên hôm nay nếu trường hợp cha mẹ của Tường Lam có một cái phước là có đứa con như thế, cho nên vậy mà đặt nặng về vấn đề tu giải thoát. Nên vậy mà giờ đây quý vị mình thử nghĩ, ông Sông Ôm á, ông dốt đặt cắn mai luôn mà có cái tâm từ là mở ra phòng thuốc chữa bệnh tai biến, rồi đóng trại hòm, rồi mở ra cái vấn đề là nghĩa địa, mà bây giờ người ta gửi tỷ tỷ ta gửi liên tục luôn, có một giọng nói thật thà chất phác, có cái tâm từ bi, hồi mới tiếp thu có xe đạp cho luôn, có quần áo 2-3 bộ xe xin cho luôn. Nhờ cái đức độ đó mà được sự cảm tình của quần chúng trên thế giới, mà y đặc biệt có cái giọng cười, nói chung nữa trên thế giới này không có giọng cười nào như giọng cười Sông Ôm hết. Cười cái này là cười chân thật, cười hết phiền não, cười từ bi thương độ chúng sinh. Nên tôi thiết nghĩ rằng nếu trường hợp cha mẹ Tường Lam mà hướng về giải thoát thì đứa con này là sau khi lớn lên nó sẽ hiển thánh, và nếu có qua đời người ta tôn thờ cũng giống như vua Trần Nhân Tông hay là ông Cử Đa hay là các cái vị thánh tăng ở trên thế giới. Là nếu trường hợp cha mẹ một vị thánh tăng nếu chưa đắc đạo thì cũng nhờ đứa con nó cứu vớt luôn. Cho anh có câu Dạ thưa chú ba. vậy, nếu nói cái người này đắc đạo thì cái này vô lý lắm, cả thế giới nó phản ảnh ảnh mình vô cùng luôn. Đúng rồi. Đắc đạo thì nói chung là đắc đạo giống như Đức Huỳnh Giáo Chủ đó, là Phật trở lại đó, coi như lớp học tới tiểu học bệnh là dài dặn là thời gian 5-7 năm, tự nhiên làm lễ cáo hoàng thiên, bệnh gì trị cũng hết á, lại gặp đức thầy trị cũng hết á. Rồi cái vấn đề là ai là ngồi nghe đức thầy giảng đạo là ai cũng trở về làm hiền lành hết, rồi tất cả những người tới đức thầy chưa hỏi mà đức thầy biết trong bụng nói gì,
có những cái mà ta hỏi Đức Thầy trả lời, có những cái không hỏi Đức Thầy trả lời hết. Như vậy thì ở đây là Ngài ra đời uống cái xích Pháp, nó trong thời kỳ nghi Ngài làm chính trị, bắt đài cho uống cái xích, uống vô rồi bổ khỏe, bỏ vô chuồng cọp rồi phòng bật cọp mập đầu. Rồi cái vấn đề Ngài đi thuyết giảng là đi coi như là khuyến nông, dạy là sáu, đi nhắc nhở người ta làm hiền lành sáu tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy là đây là một bậc siêu phàm cỡ này mới được vào Phật. Còn ra đời mà thuộc hai bài kinh điển, cái này là cái vị tu hành kiếp trước là một vị tăng, nhưng là coi như chưa đất hành đạo quả chứ nợ cái gì mà hiện nay vấn đề thế giới này đang trong cái tình trạng, tình cảnh nói chung là rất là cực kỳ khổ đau và nguy hiểm. Vì vậy mà cần có một vị là thánh nhân, một vị Phật, một vị là coi như là Bồ Tát ra đời để giải khổ cho trần gian này, bớt đi cái nước mắt là đang rỉ rả ở trong mỗi con người chúng ta. Thì kính thưa quý vị, vậy thì giờ đây theo cái hiện tình của cái vấn đề thế giới, năm nay còn không đầy tháng mấy ngày nữa là qua cái Tết Năm Thìn, nhưng mà quý vị mình nhìn cái quang cảnh trời u ám, hai nữa là nhà nào cũng tiêu điều vắng vẻ, không được là vui tươi nồng nhiệt như những cách đây một hai chục năm về trước. Là tại sao vậy? Là bởi vì các nước cường quốc trên thế giới xưa nay là mấy anh này có đủ cái điều kiện, tức là trong hàng quốc hội là những người thông minh đỉnh ngộ sáng suốt, đôi khi học thách sánh hiền, nên vậy mà có cái lối là cai trị nước và dẫn dắt những nước đàn em trên thế giới đi đến cái chỗ là phồn vinh, cơm no ấm áo. Nên vậy mà quý vị mình thử nghĩ, nếu trường hợp Việt Nam chúng ta không có ảnh hưởng gì vấn đề Pháp thì làm sao có những cây cầu bây giờ đi qua Việt Nam chúng ta đô hộ trong cái thời đó, nhưng mà còn để lại những kỷ niệm. Như là trường hợp ở Long Xuyên tôi đây có cái chùa, có cái nhà thờ Thiên Chúa cách đây 70 năm cũng còn đứng sững giữa trời. Hai nữa là những cây cầu Hoàng Diệu là xây dựng hồi trào Pháp năm nay 70-80 năm, nhưng giờ đây cũng vẫn còn đi bình thường. Như vậy thì cầu số 2 Zero ở dưới đường Cái Sắng, tuy là bên Pháp điện qua là cây cầu nó quá tuổi, là Việt Nam đừng sử dụng, nhưng mà cây cầu vẫn còn bình yên. Theo thiết nghĩ nếu xe chạy trên đó nó cũng vẫn bình thường. Nên vậy mà nếu không có nước Pháp thì chúng ta không có cái vấn đề ảnh hưởng cái nền văn minh của Pháp, thì chúng ta không có xe đò để đi, chúng ta không có phi cơ để đi, chúng ta không có cái vấn đề máy vi tính đi xài. Cho nên vậy mà chúng ta cũng ảnh hưởng vì vấn đề các nước cường quốc trên thế giới. Do anh ta thông minh sáng suốt, có đủ điều kiện phát triển hơn những nước châu Á. Nên vậy mà trước đây hồi Tào Ngô Đình Diệm năm 45, đất nước Việt Nam chúng ta còn phôi thai, chậm gì chậm củi, nhưng bên Pháp nó có lò ga. Ở bên đây đốt đèn dầu cá, nhưng bên kia nó có đèn điện. Bên đây là mình là coi như là có đốt dầu cá, nhưng bển là có xăng và có xe chạy. Cho nên vậy mà ảnh hưởng các nước cường quốc trên thế giới. Vì vậy mà chúng ta có một cuộc sống phát triển đẩy đà đưa cái châu Á chúng ta lên là phát triển lần lần như các nước châu Âu, như là những biệt thự, những nhà hàng, những xe du lịch đắt tiền, những cái là coi như là điều kiện là công nghệ máy vi tính truyền hình phẳng rồi. Cho nên vì vậy mà chúng ta có một cuộc sống là phát triển, dân chúng rất mừng và bình yên. Nhưng hiện nay giờ đây thì các nước cường quốc trên thế giới do cái sự mà chế biến ra, nào là cái vấn đề phi cơ, tàu lặn, rồi xe tàu bóng bẩy, nhà hàng, rồi trong đó có cái vấn đề gái chân dài, hoa hậu. Vì vậy mà nó làm cho con người du thú trần gian đầy những sự sung sướng. Nào là danh cao như tổng thống, chủ tịch, rồi vua, như trường hợp Bảo Đại, tổng thống Thiệu, rồi cái vấn đề là Tần Thủy Hoàng vô trụ bên Trung Quốc. Vì vậy mà do cái vấn đề các vị lãnh tụ là muốn cho mình có chức cao để chi vậy? Chức cao để mà có lợi nhiều. Là bởi vì khi làm tổng thống thì nói chung trong quốc gia mình bất cứ một cái sở hữu ở trong nước
mà nơi nào nó như màu mỡ nhất mà nếu chúng ta muốn cần thì coi như chỗ đó của ta. Còn tất cả những món ngon vật lạ trong trần gian ở trong lãnh thổ quốc gia thì món ngon nào ở trong quốc gia đó chúng ta cũng có thể là ăn được hết. Và tất cả những cô gái chân dài ở trong đất nước của chúng ta, nếu trường hợp chúng ta cần đụng chạm đến cái thể xác của người đó, chúng ta vẫn có quyền. Cho nên vì vậy mà trên thế giới này người ta đua với nhau để có một cái danh. Đây chi vậy? Là cái danh lớn thì tất cả cái lợi mới về mình, cũng như trường hợp làm tổng thống thì cả nước. Còn cái vấn đề làm tướng dùng như hồi trước có Nguyễn Khoa Nam hay là những cái tướng lãnh ở vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4 á, thì coi như là trời con của một vùng. Còn nếu làm tỉnh là ủy ban tỉnh hay là hồi trước thì cái vấn đề tỉnh trưởng này tỉnh trưởng kia, quận này quận kia, là coi như chúng ta quyền hạn trong một khu vực đó. Thì tất cả những cái gì sở hữu trong tỉnh, trong huyện, trong khu quân khu á, thì chúng ta đều sở hữu, ta cầm quyền. Cho nên vì thế con người sống trong địa vị cao sang, rồi cái vấn đề ăn uống huy hoàng, rồi gái chân dài hầu hạ trong đêm, nên vậy mà những cái đó nó làm cho con người say mê đắm đuối những cái vật chất của trần gian này, rồi họ muốn bảo thủ cho cái chức vua, tổng thống, chủ tịch nước của mình được bảo vệ lâu dài thì phải có một cái sự đấu tranh để bảo vệ cái danh và cái lợi cái tình, cho nên mới sinh ra cái vấn đề giặc giã chiến tranh. Nên vậy mà từ ngày tháng 2 là năm 22 sau khi mà Nga phát động đánh Ukraine tới nay là nó làm cho ảnh hưởng hoàn cầu trên thế giới, là sụt giảm kinh tế nửa hoàn cầu. Là tại sao vậy? Là bởi vì cường quốc là giống như là đàn anh trong nhà, cha mẹ sinh ra năm anh em mà chưa thứ hai thì lớn con khôn ngoan cha mẹ chia của, thì đi làm ăn chỗ này chỗ nọ để mà mở mang cái kinh tế phát triển, để lại tiếp cha để gia riêng cho thằng thứ ba, thứ tư, thứ năm. Vì vậy mà thằng thứ hai bây giờ nó không có làm ăn kinh tế, nó không có phát triển về đời sống hàng ngày cho gia đình được, cho nên giàu sang phú quý mà bây giờ nó đánh lộn với thằng em. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ coi, ông già sanh ra 7 con mà bây giờ anh nó quýnh lộn với em, như vậy thì quý vị mình thử nghĩ kinh tế phát triển trong gia đình phát triển không quý vị? Vài 3 năm sau nếu ông già có cái tài sản lớn để chia cho con hay không? Như vậy thì trên thế giới này các cường quốc nó cũng giống như anh em với nhau, là Mỹ, Pháp, Đức, Anh đồ này kia đó. À, vì vậy mà bây giờ á là nó đánh lộn với nhau, cho nên vì vậy mà thằng Nga nó quýnh Ukraine thì Mỹ và cả cái nói cái khối NATO gần 30 nước là giàu nhất cái hành tinh trái đất của chúng ta, mà giờ đây tập trung với thằng Mỹ để mà viện trợ Ukraine, mà Mỹ đứng đầu, cho nên cái nền kinh tế của Mỹ bây giờ sa sút cạn kiệt, ngân sách quốc gia bây giờ nó đi tiêu hao, quốc hội có bàn tán là không có viện trợ Ukraine nữa. Trong khi đó chiến tranh chưa ngừng mà nó đang bốc cháy giống như ngọn lửa. Mà giờ đây Israel với Hamas Palestine thì Israel là con ruột của Mỹ, cho nên Mỹ dồn tất cả những tài nguyên khí giới tối tân để qua ủng hộ Israel. Vì vậy mà trái đất do chiến tranh của Nga Ukraine là làm cho nửa địa cầu nghèo đói lang thang, mà giờ đây thì Israel với Palestine nó sẽ làm cho cái vấn đề hoàn cầu bị đói nghèo đến giai đoạn khủng khiếp hơn. Vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây trái đất của chúng ta hiện nay về vấn đề cái Tết này, nếu trường hợp như những 10 năm 20 năm về trước, nếu cái Tết này thì coi như con em ở nước ngoài có chồng gả Việt kiều Mỹ để gửi về bao nhiêu ngàn chục ngàn đô để sửa sang nhà cửa, sắm đồ Tết nhất, bánh trái, bông hoa. Còn cái vấn đề nếu trường hợp quý vị mình gả con Đài Loan, Hàn Quốc thì nó dở về từ vài ngàn tới mấy chục ngàn để cất nhà, sửa sang nhà cửa, chuẩn bị ăn Tết. Thì năm nay bây giờ vấn đề bên Mỹ nó có chiếu những cái YouTube là coi như bên kia cũng những cái nơi làm ăn phát triển giờ đây nó cũng vắng người. Vậy thì Đài Loan, Hàn Quốc giờ đây nó cũng bị vắng người. Vì vậy mà số tiền mà con mình gửi về trong những năm trước giờ đây nó giảm sút từ 5 phần chục phần trăm đến 70%.
làm cho cái cảnh sống nghèo đói ở đất nước của chúng ta giờ đây nó càng lan rộng. Đó là tôi nói những thành phần trước đây là coi như ngon lành, còn những hạng người nói chung là ở Bình Dương, Sài Gòn và Hồ Chí Minh. Rồi trước đây con em làm tăng ca gần Tết này chuẩn bị số tiền về, em nào ít nhất cũng 30 triệu, 50 triệu đến 100 triệu để về trang trải, mua đất thêm, sửa sang nhà cửa, rồi tặng cho bà nội bà ngoại nuôi cháu mình, rồi sửa sang nhà cửa, mua quà Tết để chuẩn bị cho cái Tết huy hoàng như ông bà chúng ta ngày xưa. Tuy làm ruộng bùa nhưng mà tới mùa thì coi như để cà lan đó về quết bánh phồng, bánh tét, bánh inh đủ thủ loại, vui chơi trong 7 ngày rồi bắt đầu tiếp tục mới làm ăn. Như vậy thì hiện tình của đất nước hiện nay về vấn đề con người đang đi đến cái giai đoạn là sa sút nghèo đói khủng khiếp. Nên bây giờ có những gia đình, tôi thiết nghĩ rằng có những em YouTube hôm trước quay cái cô mà nhậu tối ngày rồi chồng chết, kéo mấy tình nhân về nhậu rồi ngủ ngay cái xác của con chồng chưa liệm luôn. Rồi xong rồi bỏ con đi lang thang rồi đi. Con ở lại giữa đứa gái 15 tuổi cộng với hai đứa em. Thì YouTube tôi hỏi gì chứ con làm gì sống, nó lột một điều bữa đôi khi 20-30 ngàn. Rồi hỏi sao mấy con sao sống, nó có bữa nhịn đói chú ơi, làm từng lễ coi khi đôi nhịn đói 2-3-4 ngày. Hỏi sao nhịn đói là bị gì, không có tiền rồi xung quanh không ai để ý, rồi đôi khi con với hai đứa nhỏ ăn cháo vài ba ngày. Hôm trước thì YouTube Châu Phú cái Tuấn Dũng gì quay cái chú nào ở trên chợ Ba Chúc á đi bán vé số rồi lỗ lã bị người ta giật này nọ, thiếu cái chủ thầu chỉ có 4 triệu thôi, mà anh ta rầu rĩ cuối cùng là tìm con đường thắt cổ tự dẫn chết tại chợ Ba Chúc, rồi nửa đêm mới điện cho bà già với con vợ tới để mang xác về. Như vậy thì cái tình cảnh hiện nay tôi thấy rằng nếu trường hợp YouTube mà ông không đi quay đó, bây giờ hàng vạn những con người giờ đây là họ lâm vào cái cảnh là vợ chồng 3-4 đứa con mà Bình Dương thất nghiệp mấy tháng nay hoặc một năm nay tiền làm không ra, rồi cái cảnh sống rất đảo điên vô cùng thống thiết luôn. Nên vậy mà tôi thiết nghĩ rằng trong cái giai đoạn này là có một vị thánh nhân nào ra đời để làm cho thế giới hòa bình, để làm cho kinh tế này là các nước cường quốc và cộng với năm châu trên thế giới này phát triển. Như vậy thì ai cũng đua nhau để làm sao nước mình giàu thêm lên, nước mình có công ăn chuyện làm, từ dân ở nước mình, nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp thì khá một tháng mấy chục ngàn đô, rồi đôi khi các nước châu Á nghèo như Việt Nam qua bển miễn làm sao một tháng này được vài 30 triệu đó, tính ra là coi như có 1.500.000 đô thôi. Để gửi về Việt Nam thì chúng ta cũng có một cuộc sống bình yên, an ủi cuộc đời. Nhưng mà giờ đây tình cảnh thế giới là nó đang bùng cháy diễn về chiến tranh châu Âu giữa Nga và NATO. Hai nữa là Israel và Palestine đã làm cho cái khu Trung Đông bây giờ các nước là dậy sóng, gần mười mấy nước căm thù cái thằng Israel do Mỹ viện trợ khí giới hóa tối tân đi giết cái thằng Hamas, nhưng mà Hamas bây giờ nó nằm ở trong dân, mà giết Hamas tức là giết dân, mà giết dân tức là dân Palestine. Nên vậy mà nó gây cái cảnh chiến tranh xáo trộn toàn cầu làm cho trái đất chúng ta hiện giờ coi như lâm vào cảnh là chết chưa chôn. Nên Đức Thầy đã thổ lộ với mình là tuần đời như pháo trăm ngồi, hoặc là chốn ta bà tìm lụng dầu mòn thân tứ đại của người cũng thế, mau thân tịnh tu tăng kéo trễ đến tội rồi mới hối muộn màng, chỉ cho bằng ta sớm lo toan gìn giới lực nghe kính trọng Phật, đến lâm chung quá lành đâu mất cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Đó là diễn ảnh của chiến tranh làm cho thế giới chúng ta bây giờ lâm vào cảnh nghèo đói. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái bệnh dịch đang trở lại trên hoàn cầu, là Trung Quốc bây giờ là nhiễm, nói chung số lượng là Trung Quốc hay giấu, nó không có thông báo số lượng khủng khiếp ở trong nước Trung Quốc như thế nào. Rồi đến nỗi Mỹ 50 tiểu bang mà nó có gần 40 tiểu bang
rồi Ấn Độ, rồi tất cả các nước khác thì đang bị nhiễm dịch Covid trở lại, mà Covid kỳ này nguy hiểm hơn. Nên vậy quý vị mình đang sống vì chiến tranh, làm cho con em mình không có làm ăn được, lâm vào cảnh ngồi đói, nhà nào cũng bơ phờ lạnh lẽo u buồn trong cái ngày Tết sắp đến đây. Mà bên cạnh đó lại cái vấn đề bệnh dịch, đói nghèo, chúng ta là coi như còn xương dưới da như châu Phi á, nằm lăn lóc ngoài đường những đứa trẻ nhưng mà còn thở thì đỡ, nhưng mà có cái bệnh dịch á nó trở lại giống như cái thời mà năm rồi mà quý vị mình bị cách ly ở thành phố Hồ Chí Minh á, thiêu một ngày vài chục người, vài trăm người đó, như vậy đó là đau thương vô cùng, mà cái đó nó sắp diễn ảnh trở lại. À, cái thứ ba đó là bây giờ quý vị mình thử nghĩ, từ xưa đến giờ cái ông nông nghiệp là không bao giờ lời một công đất từ 3 triệu tới 5 triệu, không bao giờ một ký lúa ngoài đồng 10 ngàn, 9 ngàn, mà giờ đây là gạo 20 ngàn, mà trong khi nó thất nghiệp không có cơ sở làm ăn, mà một ngày như vậy ăn một ký gạo, 2 ký gạo tiền đồ ăn, vì gia đình túng thiếu coi như lúc này điêu đứng đảo điên. Nên vậy mà hôm nay trên màn ảnh lại xuất hiện ở trên đất nước của chúng ta đây, và cả hoàn cầu, đứa bé Tường Lam, là tôi nói cho trùng trùng đó, đáng lý tôi nói 6 tuổi á, nhưng giờ đây tôi nói cửa giữa là 5 tuổi, là xuất hiện bé Tường Lam 5 tuổi, với gương mặt nói chung là nếu nói về vấn đề người có tu á, thì một gương mặt là ẩn hiện và hiền tăng thánh thánh chúng, là cái gương mặt này nhìn nó tự nhiên, nó có hồn nhiên về vấn đề đạo đức, gồm cái mặt cũng giống như là tu tập hồi nhiều đời, nằm trong cái thiền định là vắng lặng cõi lòng và không còn phiền não sân si, và thuộc lào các cái kinh điển của Phật để thông con đường đi đến chỗ giải thoát. Nên có câu là thánh hiền cho biết là nhân chi chung sức hình tại ngoại, có nghĩa là cái tướng ở bên ngoài nó biểu hiện cái đức độ ở bên trong. Cho nên vậy người tu đó, ta nhìn cái người đề đạm ta biết tu bao nhiêu năm và người đó có lòng từ như thế nào, vì vậy mà ta gọi là có phúc hậu. Vì vậy mà đứa trẻ này, cả toàn thế giới khi quý vị nhìn đứa trẻ này, ai cũng có một cái sự hân hoan, có một cái niềm mến chiếu, có một sự yêu thương. Chẳng qua là kiếp trước em là đang tu theo Phật, tụng kinh cho mình giải thoát, tụng kinh cho bá tánh vạn dân được tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giải đắc đạo quả, và làm các việc thiện từ lợi ích cho nhân loại quần sinh. Nên vậy mà khi xuất hiện trên màn ảnh mấy năm nay em không xuất hiện, khi xuất hiện cháu xuất hiện thì được cái sự cảm tình trên toàn thế giới. Như vậy thì ở đây đối với nhà Phật á, thường hay có cái vấn đề phước huệ song tu với đồng năng bỉ ngạn, là trí huệ thông minh phước thọ bần, cái người mà chuyên về tu tịnh á, để cho cõi lòng mình vắng lặng đi đến chỗ thanh tịnh nhập định để mà chứng quả Như Lai á, là gọi là tu thiền tu huệ. Mà cái người đó không có cái vấn đề làm thuốc thầy thuốc trị bệnh, không đắp đường bồ lộ, không cho gạo thiên hạ, rồi không giúp đời, nói chung là không giúp đời đi, người đó đi tới đâu mặc cộng từ đường, ngồi đâu tu không có gạo cơm ăn, thiếu thốn đủ điều luôn. Bởi vì người ta không nghĩ rằng, bà con nghĩ rằng mình tu là người ta thương mình, người ta mến mình, cho mình, nhưng mà cái nhân mình không gieo là đâu có hưởng. Bây giờ quý vị mình thử nghĩ coi, cái ông vua đó chẳng qua kiếp trước là ông làm cái ông làm phước nổi tiếng trong nước luôn, ở đâu ông cũng giúp hết, cho nên hôm nay ông lên ông làm vua rồi, cả thần dân là phải dứt khoát là phải nghe ông, phải giúp đỡ ông, tất cả những nguồn lợi trong đất nước ông muốn lấy giờ nào lấy, muốn sử dụng cỡ nào sử, chẳng qua là kiếp trước ông đã là gieo cái nhân lành rồi. Cho nên ông Thanh Thủy có câu là bởi kiếp trước hồ bao bố thấy nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sẻn tham gian, kiếp sau đói khó nghèo hèn bá tơi. Như vậy thì giờ đây quý vị mình muốn có cái nhân mà sau này mình đầy đủ vật chất á, thì quý vị phải làm phước, là bởi vì quý vị mình cho gạo cho thuốc, ai khổ đau quý vị giúp đỡ tràn lan trong nước đi, quý vị mình sau này khi quý vị đầu sanh lên cả nước lo cho quý vị, là bởi vì cái này nhân quả là nghiêm minh của luật trời, quý vị giúp người ta giúp lợi, cái này lẽ này dĩ nhiên rồi.
Còn quý vị sống trong đời, quý vị hại người ta, quý vị chửi người ta, quý vị là coi như tìm mọi cách để hại đời, thì quý vị ra đời lớn lên thì bệnh hoạn, tướng thì xấu xí, mặt mày méo mó, đi đâu ai cũng ghét hết. Rồi bị kiếp trước quý vị ghét người ta, hại người ta, nên vậy kiếp này quý vị ra đời là bị vậy, là đó là luật nhân quả của trời đất. Vì vậy mà hôm nay về vấn đề trong nhà Phật thường khuyên chúng ta là phước huệ song tu mới đồng đăng biển ngàn, có nghĩa là tu trí huệ nhưng phải có biết làm phước, chúng ta mới có cái nhân, mới có cái quả để hưởng. Vì vậy mà đứa trẻ này á, tôi thiết nghĩ rằng kiếp trước nó có làm phước à, nên vậy mà nó có 5 tuổi mở miệng ra vì vấn đề bà ngoại là bác sĩ chạy đó, thì nói với mẹ của Đường Lam, mẹ đừng có lo, bây giờ mẹ nghe con á, ăn chay cúng lại sám hối rồi cầu nguyện rồi bố thí tấn gạo bà ngoại hết à. Vậy thì bây giờ là cái bà mẹ của Tuần Lam quá sợ bà mẹ mình chết đi, bà ngoại của đứa trẻ này đây, nghe lời đứa nhỏ này làm thử à, nên làm y vậy thì bà coi như qua cơn bệnh hoạn. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ coi, đứa trẻ này mới có 5 tuổi à, mà mở miệng ra là cái vấn đề chú Độc Lạ Bình Dương đó, nói chú sống 87 tuổi với trên trán có cái hoa sen vậy đó. Như vậy thì bây giờ là cuối cùng rồi á, em xác định với chú Độc Lạ Bình Dương đó, chú muốn xuống giai chú phải ăn chay trường, chú phải tụng kinh, chú phải hồi hướng bố thí, chú phải niệm Phật, chú làm tấn gạo. Mà na luôn luôn lúc nào nó cũng nói ngàn ký gạo chứ. Như vậy thì quý vị mình, đứa trẻ này kiếp trước mà nếu trường hợp không phải là những dạy chân tu đã từng tu huệ trong cái chương trình thông kinh điển rồi còn phải chẳng bằng bố thí, nên vậy mà đời này ra đời mới 5 tuổi thuộc chú Đại Bi rồi chú Vãng Sanh rồi chú Lăng Nghiêm chú Địa Tạng rồi vấn đề như thuộc bài giảng cúng của Đức Thầy, nên vậy mà cái này là kiếp trước đã chuyên tu huệ rồi, kinh điển nhà Phật phải học, nên từ chỗ đó mà ông Thanh Sĩ có câu là tu phải học là điều trước hết, học phải hành là việc đầu tiên. Như vậy thì quý vị mình học, học không học quý vị mình biết đâu là đường làm. Như vậy thì hôm nay vì vấn đề Độc Lạ Bình Dương hỏi gần cháu Tường Lam nhiều lần, con có coi YouTube không, con có coi trên mạng không, con có được sự mẹ dạy không, mà con biết bài cúng, con thuộc bài chú. Như vậy thì nó chỉ vô trong cái đầu của nó, ở cái trong cái đầu tôi nó sẵn có. Như vậy thì ở đây sẵn có quý vị mình bây giờ bao nhiêu triệu đứa trẻ trên thế giới này, quý vị mình tìm lại vài đứa như bé Tường Lam thì quý vị tìm giùm tôi coi, bên Pháp, bên Mỹ, Anh, Đức, Nhân Minh, Tột Độ đó, thì kiếm giùm cái đứa 5 tuổi mà tự nhiên thuộc kinh điển, rồi ai hỏi trả lời cái vấn đề cái biết này nè ở đâu, nó chỉ vô đầu. Vì cái đầu nó là gì, ở đây nói chứ tiếng cái đầu là cái não, theo cái vấn đề con người sống thế gian khôn ngoan là do cái não, nhưng nói nhà Phật cái tâm nó rõ hơn là cái hồn. Kiếp trước nó đã đi vào ở trong cái lãnh vực là cái tâm địa hàng ngày sống trong giới luật của nhà Phật, sống trong kinh điển của nhà Phật, sống trong tham thiền nhập định của nhà Phật, nên vậy mà đứa cháu nó đã sống trong cái đó, nó học hỏi những cái đó và nó đeo đuổi những cái đó. Và trong cuộc đời tu đó, kiếp trước đó, em cháu nó đã có từng làm việc thiện giúp đời, cho nên hôm nay những cái mà kiếp trước đó là nó sẵn có trong cái tâm, là bên đạo Phật gọi là cái A La Dạ Thức, cái già A La Dạ Thức có nghĩa là cái thức thứ sáu đó, là tất cả những cái gì trong cuộc đời chúng ta mà ghi nhớ nó không bao giờ quên, dầu chúng ta có sinh ra trăm là ngàn kiếp nó cái đó không quên, ghi danh gọi là A Già, là lại gia thức, là cái thức thứ sáu. Như vậy thì hôm nay em nó ra đời chỉ có cháu nó có 5 tuổi mà nhớ kinh điển nhà Phật, nhớ cái vấn đề công việc từ thiện phải làm, nên vậy mà hôm nay giờ đây quý vị trên toàn thế giới quý vị đang chú tâm về đứa trẻ này. Một là nó có cái tướng đẹp, cái tướng đẹp theo cái đẹp của nó đó, là bây giờ theo tôi biết vì vấn đề đời bán nhỏ này mấy tỷ, đứa cháu mấy tỷ cũng mua đó, nó nuôi lớn, là cái vấn đề đó là có thể làm dâu, làm dâu cho mình. Như vậy thì quý vị mình nếu đời bán mấy tỷ cũng mua. Còn nói với đạo đó
thì mấy tỷ cũng mua, là bị vì đứa nhỏ này nó có cái phúc hậu, lớn lên có thể là hiếu hạnh như mẹ cha và làm để cho đồng bào xã hội, cho nên vì vậy mà bây giờ nhìn cái tướng hảo là quý vị mình ai cũng có cảm tình, như vậy thì cái đó nó đã ăn khách 40% rồi. Vì vậy mà quý vị mình nếu bây giờ có một cái hổng gà YouTube nó cũng đi lục lạo mấy đứa trẻ 5 6 tuổi lên đưa lên nhóc hết trơn luôn. Có đứa trẻ kinh 13 nó cũng thuộc kinh điển bán rau đó, hôm trước có giới thiệu Việt Kiều về nhà tôi đây, nó có xuống đây. Nhưng mà tôi thấy tướng này thì nói chung là lóc chóc rồi, vấn đề kinh điển thuộc ít gì đó thôi, nhưng mà cái gương mặt cái lời nói không có thể thu hút quần chúng là 10% đứa trẻ này đâu. Nên vậy mà hôm nay giờ đây tôi thiết nghĩ rằng quý vị mình đang nhìn đứa trẻ có một cái sắc nét là nó ăn khách 40% có tình cảm như mình, mà cái ăn khách nữa là kinh điển đó thuộc. Mà tại sao vấn đề người biết đạo là quý đứa trẻ này biết kinh điển, là bị Đức Thích Ca Mâu Ni ngài khi đắc đạo là ngài nói ra cái vấn đề pháp để dạy các chư tăng mà đều đắc đạo như ngài, như Ma Ca Diếp, Mục Kiền Liên, A Nan, Xá Lợi Phất, cũng nhờ pháp của ngài tuôn ra mà các vị ấy chứng quả thánh Bồ Tát viên giác, rồi lần nữa cũng thành Phật như ngài. Cho nên pháp là một cái vấn đề tối quan trọng đối với người biết tu. Pháp là la bàn chỉ hướng, pháp là nước suối cam lồ, pháp là một con đường đi đến chỗ trường sanh bất tử. Nên vậy mà hôm nay em lại thông kinh thông chú, là cái này thông kinh thông chú thì hiện nay có ngàn cả triệu các vị tăng ở trên thế giới, nhất là thiền viện Trúc Lâm, rồi cái vấn đề thường chiếu ở ngoài Vũng Tàu, các sinh viên đại học vô đó hàng ngàn người luôn. Tôi học năm nay theo tôi ghé mỗi một lần đó, cái cảnh thanh nhàn tịnh tịnh, rồi cả ngàn các bậc trí thức học kinh điển nhà Phật, nói chung mấy chục năm qua từ Việt Nam qua Thái Lan, Ấn Độ, mà các vị ấy là cũng ăn nằm trong Phật pháp một cách nói chung là rất là thông thạo. Nhưng mà các bậc đó bây giờ nếu có YouTube quay lên thì quý vị cũng đâu có quan tâm gì đó, là bởi vì cái tướng già rồi quý vị học biết là bình thường, còn cái vấn đề đứa trẻ này cái tướng nó đẹp lạ lùng mà tự không học mà biết, cái này mới siêu phàm. Vì vậy mà hiện nay vấn đề em trẻ này được cái sự tín nhiệm của quần chúng một cách rộng rãi ở trên hoàn cầu khủng khiếp luôn. Nên vậy mà kính thưa quý vị, vậy thì tôi thiết nghĩ rằng trong cái rủi mai nó có cái rủi, trong cái là coi như là sướng nó có cái khổ đau, trong cái mà hạnh phúc nó mầm mắm cái chứa sự đau khổ. Nên vậy mà em bé này nếu trường hợp hiền tăng trở lại thì nói chung là cái em YouTube á, độc bà Bình Dương không nên độc quyền. Đứa trẻ này bây giờ không có YouTube nào lại gần đứa trẻ này được đâu, là bởi vì độc lạ Bình Dương là gọi là độc quyền chi vậy, bởi vì lên clip đứa trẻ này suốt đây vài tháng tới là tiền tỷ vô túi tỉnh bơ luôn, là bởi vì ở bên đời người ta hay nói câu like đó là phiêu rồi đó. Vì vậy thì cái vấn đề cái số người coi khủng khiếp lắm. Vì vậy thì em này đó là dành riêng hiền tăng để cho mình, không phải vì muốn truyền bá Phật pháp để cho người ta tu, mà mục đích là 70% là cái vấn đề phổ biến cho quần chúng biết một vị hiền tăng xuất hiện, nhưng mà trong đó ẩn chứa lợi danh trong đó 70%. Nên vậy mà cái này đó là nó mang cái hại cho đứa trẻ, là bị sao vậy, là bởi vì đứa trẻ này nếu trường hợp dưng lĩnh trời Phật giáng lâm ở cõi hạ quân này, muốn cho toàn thế giới người ta hiểu được Phật pháp để tu hành, mà cái này mình độc quyền độc đoán giữ giữ giỏi này không có ai lại gần được đâu, theo tôi biết là thông đồng với đứa nhỏ với gia đình, cho nên bây giờ tạo thêm cái kinh cho riêng cho cái vấn đề gia đình để chi vậy, để tạo cái nguồn lợi cho gia đình để nghe lời chú này là 100% luôn. Là bây giờ tôi quay đứa em này tôi có tiền, mà bây giờ tôi tạo cái kinh cho gia đình có tiền, nên vậy mà có tiền là chú Độc Đạo Bình Dương này nói nghe, mà cái hậu quả mà độc quyền nghe á, tức là đôi khi làm phiền là không theo ý của trời Phật, là bởi vì đức thầy á
lâm phàm với mục đích là cái đạo của ngài phổ biến khắp năm châu. Mà ngài có câu là ước mơ thế giới lẫn hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Như vậy thì ở đây Đức Thầy ước mơ cái đạo của ngài được phổ biến năm châu. Vì vậy thì đứa trẻ này bây giờ, hiện nay theo tôi biết ở trong nước này bây giờ cả mấy ngàn cái YouTube luôn. Như vậy thì cho mấy cái ngàn cái YouTube này phổ biến một vị hiền tăng xuất hiện ra đời trong thời mạt hạ để khuyến tấn người ta tu hành, cho nên cái phước biết bao lớn. Cái thứ hai á là chú này không phải là một vị là tu hành ở trong cái Phật giáo giống như Thích Đức Nhận hay là ông là Chương Nhàn hay là cái vấn đề Thích Tranh Từ hay là Thích Trí Tịnh hay là cái vấn đề tất cả các vị thiền sư nổi tiếng ở Việt Nam á, là người ta không thông thạo như đứa trẻ, người như người ta ăn nằm trong Phật pháp, có người 50 năm, có người 70 năm, người ta từng học kinh điển, ta từng những giới lực nghiêm minh, ta từng hành đạo ngồi thiền 1 năm tới 30 năm. Như vậy thì những cái vị này đã đáng lý ra gặp bé Tường Lam để chi vậy? Những cái nào mà Tường Lam đã học kiếp trước mà hay hơn các vị thiền này đó, người ta sẽ âm thầm lặng lẽ học bé Tường Lam. Và những cái nào mà Tường Lam còn thiếu sót thì các vị thiền sư này, các vị cao tăng đó, người ta sẽ hỗ trợ về vấn đề cuộc đời của đứa cháu. Chứ quý vị mình thử nghĩ trên đời này, nếu như trường hợp A Nan đó, là ngày xưa là coi như kêu hoàng thị giả, 49 năm Đức Phật truyền đạo, nói ra câu nào A Nan cũng nhớ hết. Và coi như những cái ý tứ mà đồ chúng mà muốn hỏi Đức Phật đó, A Nan biết hết, đại diện cho đồ chúng hỏi hết. Nên vậy mà cuối cùng là A Nan mà khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, 499 vị kết nạp lại đặng mà viết lại kinh tạng của nhà Phật để lại đời sau. Thì xét lại A Nan là coi như không đủ chứng thánh cho nên đuổi ra khỏi tăng đoàn. Bị vì ngạo mạn, học rộng nghe nhiều, thông minh bác lãm nên vậy mà không có tu chứng, cho nên vậy mà đuổi ra khỏi tăng đoàn. Vì vậy thì A Nan đó mới vô trong rừng mới ngồi kiểm tỉnh lại. Nếu không chứng quả thánh mà 459 vị này không cho vô nhập tăng đoàn để kiết tập kinh điển để lại đời sau thì coi như chết sướng hơn. Vì vậy mà A Nan vô trong rừng ngồi mới hối hận, mới nhìn lại, rồi mới là sám hối, rồi mới quay lại bên trong, là không còn một cái niệm là cống cao ngã mạn, tự đây ta khôn ngoan hay biết, mà ta là phải thanh tịnh, ta phải vắng lặng, ta và mọi người là một, mà hiện nay ta được sáng suốt là nhờ gần Phật sớm, còn những người chưa sáng suốt là những người chưa gần Phật thôi. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, ngài nói ta là Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Nên vậy mà hôm nay vì vấn đề bé Đường Lam này so lại với A Nan là coi như là bãi sa mạc với hột cát. Như vậy thì cái thông minh sáng suốt của đứa trẻ này có thể đi đến cái chỗ là đắc đạo giống như Phật Thích Ca không, và đắc Bồ Tát giống như ông Thanh Sĩ qua đất Nhật học lớp 3 trường làng mà làm giáo sư trường đại học, hay là bà Như Ông Thanh Sĩ viết ra quyển Hiển Đạo và viết ra Lá Thơ Đông Kinh. Tất cả cái gì dưới đất trên trời cả ngài nói hết, tất cả các pháp tu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà để lại trong Tam Tàng Giáo Điển mà ai không hiểu ngài giải nghĩa hết. Như vậy thì quý vị mình, đứa trẻ này nó có thể bằng là các vị ấy chăng? Cho nên vì vậy mà phải cần cái sự trợ trưởng. Nên có câu người ta nói là núi cao nhờ đá đất thành, đá trắc thành, đạo cao nhờ có bạn lành trợ duyên. Nên vậy mà đứa trẻ này còn ngây thơ, những cái học biết đời trước còn lưu lại ở trong cái tàn thức. Nên hôm nay ra đời với lần này là tu tiếp, chứ không phải là Phật xuống cứu độ chúng sinh. Cho nên cần có cái sự trợ duyên của các bậc cao tăng là kỹ trưởng ở trong cuộc đời này. Nên vậy mà người ta sẽ giúp ý kiến nào để cho đứa trẻ mãi mãi là mai mốt đây là thánh hiền. Ta giữ cho đứa trẻ này mãi mãi mai nay sau này đắc đạo để cứu độ chúng sinh. Nên vậy mà quý vị mình thử nghĩ cái trường hợp bé Như Ý. Trước đây có đệ truyền viết ra cái bài pháp cộng với cái trí thông minh của cháu
thiết hồi cái thời 9 tuổi thuộc 48 lời đại nguyện. Không có một vị tăng nào trên thế giới mà không sững chân mày khi đứa trẻ diễn giảng 48 lời đại nguyện của Đức A Di Đà. Nên lúc đó người ta dồn dập ở trên mạng đây là Bồ Tát xuất thế. Vậy thì em nó sau khi mà nội bộ lũng củng, không có được viết bài tiếp tục, em nó tự sáng tác rồi nói ra kinh, nói ra Phật pháp. Từ ngày đó tới giờ không có một bài pháp nào nổi tiếng hoàn cầu hết. Rồi em năm nay hai mấy tuổi rồi, lớn con như người bình thường, đi vào chương trình học vấn rồi nó lấn chiếm những cái thông minh trí huệ mà tu kiếp trước nó mất mẹ hết ra rồi. Bây giờ quay qua từ thiện. Từ thiện là chuyện nhỏ đối với Phật pháp. Cho nên Đức Phật nói rằng các ngươi giàu có làm từ thiện trái đất này, là quý vị mình cho tiền cho gạo đầy trái đất này đi, quý vị cũng không có giải thoát được. Cho nên chỉ có cái người hiểu được cái tâm Phật và trở về cái tâm Phật, người đó mới hơn hết. Nên vậy mà đối với đạo Phật, trí huệ là quan trọng. Trí huệ mới có đưa đến chỗ là chúng ta là không còn sanh tử, không còn luân hồi. Còn chuyện phước là nếu chúng ta không có trí huệ thì cái phước đó mới đẩy chúng ta kiếp sau làm vua, làm quan, làm tổng thống, chủ tịch nước, rồi tàn ác dân lành. Nói chung kiếp sau nó đọa 1000 kiếp về sau đau khổ dữ dằn. Nên vậy mà cái chuyện quan trọng là cái vấn đề trí huệ để giải thoát. Vậy thì hôm nay tôi thiết nghĩ rằng đối với đứa trẻ này là coi như cần tất cả các YouTube trên miền Việt Nam chúng ta có thể tiếp cận để quay và phổ biến một vị hiền tăng xuất hiện trên cõi thời mạt hạ đi cứu nhân độ thế. Hai là cái vấn đề là coi như đó là cái vị mà độc quyền để mà dìu dẫn đứa nhỏ này đi coi doanh nghiệp của mình, rồi đi ra siêu thị lại cái chỗ ăn chơi chát tán, cái này vô tình đưa đứa trẻ này một miếng giấy trắng để chậm cho nó vài miếng mực, rồi nó sau này sẽ thành một cái miếng giấy màu đen. Nên Đức Thầy có câu là người mới